Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Xuân Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia sự kiện The Way đến từ South World Sự kiện bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9 Tổng giải thưởng lên đến là 1,7 triệu đô tương đương khoảng là 44 tỷ đồng Đây là một sự kiện vô cùng lớn và lớn nhất từ trước đến nay của sao World Nên các bạn đừng bỏ lỡ nhé Thì cái phần link đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả Thì các bạn kích vào link và cùng đăng ký và tham gia cùng mình thôi khi mà các bạn chọn link thì các bạn sẽ chọn vào phần đăng nhập giúp mình. Các bạn sẽ đăng nhập bằng social nhé. Đối với mình thì ưu tiên sẽ sử dụng Google tại vì nó tránh bị ban tài khoản á. Thì các bạn sẽ chọn tùy. Nếu mà các bạn thích x hoặc là các bạn thích telegram thì tùy các bạn muốn làm sao cũng được nhé. Miễn là các bạn vô được là được. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào phần nhiệm vụ giúp mình. Ở đây thì nó sẽ có phần nhiệm vụ cơ bản cũng như là phần nhiệm vụ nâng cao. Ngoài ra thì có sẽ có phần huy hiệu và phần giới thiệu để các bạn có thể kiếm thêm được điểm Cái phần đây thì mình sẽ nói là điểm để cho nó dễ và các bạn cũng dễ là hình dung nhá Thì đầu tiên thì các bạn sẽ phải chơi cái game xa xa này Cái con game này là cái con game trồng cây và trước mình cũng đã xe cho mọi người rồi Thì dự án đang chạy một cái event song song á Thì các bạn cũng vừa chơi con xa xa này được, cũng nhà vừa chơi cái event này được nhá Thì chúng mình cũng sẽ cố gắng kiếm càng nhiều cái token uh, CIE càng tốt thì cái token này sẽ được list sàn vào tầm quý cuối quý 3 đầu quý tư ấy nên các bạn cứ follow thôi tại vì thị trường tầm cuối năm thì nó mới đẹp thì các dự án mới bắt đầu listing ấy thì các bạn cố gắng là uh, cày càng nhiều event càng tốt để chúng mình có nhiều cơ hội nhận được erot nhá và nhẫn là những cái even kiểu như thế này thì nó cái tỷ lệ các bạn trúng thưởng á rất là cao thay vì các bạn cày những cái game mà không rõ nguồn gốc thì các bạn cứ cày các cái game này thôi rồi ngoài ra thì uh, các bạn sẽ uh, cùng chiến với mình nhá À, chứ, nói chung là cực kỳ đơn giản á Nó bằng tiếng Việt nên nó có các yêu cầu Ở đây rồi thì các bạn chỉ cần đọc thôi Ví dụ là đăng nhập vào cái game là 3 ngày Quay spin bao nhiêu lần đó, đó Thì các bạn cứ vô làm thôi Cái phần spin này Thì các bạn có thể quay được auto nhé Ngoài ra thì các bạn cũng Sẽ nhận được nước này uh, Game này thì các bạn có thể trồng cây và các bạn trồng cây càng nhiều và thu hoạch được nhiều quả thì các bạn sẽ nhận được nhiều cái đồng CIA rồi tiếp theo là cái game Summer Arena này cái con game này ấy, thì nó liên quan đến kiểu đánh nhau các kiểu và đối với mình thì bản thân mình thì mình cũng không chơi được các con game này nên mình cũng chỉ review qua cho các bạn thôi thì các bạn cứ vô game này sau đó thì tiền username sau ẩn còn phim nó sẽ có App Store, Google Play và APK. thì các bạn muốn sử dụng ở đâu thì các bạn tải game về các bạn chiến nhá. À, mình thì không chiến được game nên mình cũng không thể review được cho các bạn và mình cũng không muốn tải uh, về máy á. nên các bạn uh, làm được thì các bạn làm còn không làm được thì các bạn bỏ qua như mình cũng được nhá. ngoài ra thì nó sẽ có nhiệm vụ tương tác này, cái nhiệm vụ tương tác này thì nó cực kỳ đơn giản, nó chỉ là follow social thôi. ví dụ các bạn follow ở trên X này, uh, Telegram này. Uh, YouTube này, do uh, Discord thì các bạn có thể làm được thôi. Thì các bạn cứ uh, làm theo hướng dẫn của nó nhé. Sau đó thì chúng mình uh, claim. các bạn chỉ chọn Go này. Và uh, sau khi được hoàn thành thì các bạn sẽ chọn claim giúp mình. Ở đây thì mình dùng máy tính ý, tại vì nó sẽ dễ thao tác hơn tại vì các cái game này đều lớn và follow social nhất nhất là cái con cỏ ấy nó vô rất là khó nên các bạn có thể Uh, có máy tính thì các bạn uh, làm trên máy tính giúp mình nhé Rồi, uh, cực kỳ đơn giản luôn ạ nhiệm vụ uh, tương tác social này vừa được nhiều điểm Cũng như là um, cũng dễ Nên các bạn cố gắng làm hết giúp mình nhé Video sẽ hơi dài một chút do mình sẽ làm toàn bộ các nhiệm vụ, à, các cái nhiệm vụ nào mình làm được thì mình sẽ làm những cái, sẽ hơi dài một chút thì các bạn chịu khó xem. Đối với những cái bạn nào mà đã biết làm những cái dạng kiểu như này rồi thì các bạn không nhất thiết phải xem đâu. Thì các bạn cứ vô đi miễn là các bạn hoàn thành được các nhiệm vụ của mình nha, uh, nhiệm vụ cơ bản này, nhiệm vụ nâng cao này, phần huy hiệu và giới thiệu bạn bè. Có khả năng giới thiệu bạn bè thì các bạn giới thiệu bạn bè không thì thôi ở ờ, game vô chi là cái con game city này thật ra mình cái con game này đó thì cũng rất là rất là đơn giản nhưng mà nếu mà các bạn không biết chơi thì nó sẽ gây ra ức chế rất là nhanh ờ, như cái con game này là con game bóng rổ này các bạn chỉ cần đưa bóng vào rổ này nhưng mình mình không chơi thắng được nhá tại vì mình đang chơi bằng máy tính cũng như là mình đang quay video cho mọi người ấy, nên mình sẽ không thể nào dành hết được tâm huyết để có thể tham gia và chiến thắng được cái trò game này Đó, thì các bạn cứ tham gia thôi khi nào mọi người tham gia uh, hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được uh, điểm các bạn sẽ tích càng nhiều điểm càng tốt uh, hiện tại á, mình thấy các cái gân game nó đang uh, chiến theo kiểu mọi người kẹp poi nó sẽ tránh được cái tình trạng mà uh, các cái ông lớn như là laser zhuzo này Leo Zero này cái con Leo này độ one hay các kiểu á thì gặp cái tình trạng là erop xong bị cộng đồng uh, phốt rất là nhiều ấy tại vì cái tình trạng uh, không minh bạch trong vấn erop nên mình thấy á, hiện tại các dự án nó đang quy về cái xu hướng là cái boy cái boy cái điểm Đó, để sau này các bạn có thể quy ra được token thì người nào chăm chỉ thì người ta sẽ được nhiều còn người nào không chăm thì sẽ được ít kiểu vậy nó sẽ dễ hơn và tránh bị phốt đó thì các bạn có thể chơi cái con game tiếp theo nhá cái con này thì các bạn kiểu đưa phần đá theo chiều mũi tên thôi cũng rất là đơn giản cố cày thôi à mình nói thêm nhé đây là cái dự án nó tham gia được lên lam bát thứ nhất của sát ship của K98 á Nhưng mình đã mua với giá là 0.13 đô Thì uh, tương đương nếu mà kèo này các bạn cày được khoảng 1.000 con CIE á, Thì các bạn cũng đã được khoảng 100 đô so với giá chúng mình mua rồi á Thì uh, dự án list sàn có thể x2, x3 Nếu mà thị trường đẹp, dự án ổn áp Mà lên lên được các sàn lớn thì có thể ít hơn Thì uh, đó là cơ hội để các bạn có thể cày miễn phí Còn việc mà khi mà mình đầu tư thì mình đầu tư con này cũng khá là nhiều và mình cũng đang bị om vốn nên mình hướng mọi người là tham gia miễn phí thì nó sẽ có cơ hội nhận được token giá rẻ hơn cũng như là hoàn toàn miễn phí ấy. cứ cày thôi có cày là sẽ có tiền và kèo này nó hơi hơi nhiều nhiệm vụ ấy đối với những cái bạn mà muốn cheat hay gì ấy, thì sẽ hơi khó nhưng mà nếu mà các bạn muốn thì cứ làm thôi nhé làm càng chăm càng tốt thôi ok thì bây giờ mình sẽ sang cái nhiệm vụ khác cho các bạn nhé thì cái nhiệm vụ nâng cao này hiện tại chưa có khi mà các bạn check có thì các bạn cứ làm giúp mình. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia cái phần huy hiệu nhé. Ở đây thì các bạn chọn phần huy hiệu thì chúng mình cần phải tạo ví xa xa và kết nối ví. Đối với các bạn sử dụng ví Coi98 hay Metamask thì các bạn cứ connect vào thôi. Mình chỉ sử dụng ví Coi98 nhé. Nói ra thì các bạn phải tạo cái ví xa xa để sau này các bạn nhận được cái token cia. Rồi, thì bây giờ mình sẽ kết nối ví này Mình sẽ chọn vào coi 98 Sau đó thì mình sẽ tạo cái ví xa xa nhé ở đây thì mình test hoàn thành nhiệm vụ nhưng thật ra không hoàn thành được tự Tại vì mình chưa có cái gì nên nó không cho mình hoàn thành nhiệm vụ đâu. Ngoài ra thì sẽ có đối tác như là của Vision này Của Vision thì nhiệm vụ cực kỳ đơn giản luôn Các bạn chỉ cần có 10 vít ở trong ví Hoặc là giữ một trong hai FT chiến, chiến dịch này Cái chiến dịch ở Just the Process cái này mình không nọ mình xe cho các bạn rồi đó Thì các bạn có tham gia sự kiện đó Thì các bạn dùng ngay cái ví đó Thì các bạn vô thôi Hoặc là các bạn vốt hai đề xuất của bên Vixen là được Cực kỳ đơn giản Tại vì cái này để mình đều xe cho các bạn rồi Nên các bạn không nhất thiết là phải nạp ví vào Các bạn sử dụng các cái ví đó Thì các bạn có thể vô được luôn ấy. Nhưng mình thì mình sử dụng một cái ví mới Nên mình sẽ nạp 10 ví vào nhá Mình sẽ chuyển vít vào Nên nó sẽ hơi lâu một chút các bạn đợi nhá Rồi, khi mà nạp vít thành công thì nó sẽ hiện ngay trên ví à, thì mình sẽ ấn phần check nhé, mọi người làm được nhiệm vụ nào thì mọi người làm, ở đây nó bắt buộc phải tạo ví uh, xa xa này, thì các bạn có thể tạo lại nhé, các bạn ấn vào phần uh, đi đến ví uh, Harvest này, cái mình đang mình muốn đang để đồng bộ hết thì mình sẽ chọn vào đây, sau đó thì chọn phần ví Ờ, sau đó thì các bạn sẽ điền cho mình cái password nhé, mật khẩu mà các bạn đặt đi, sau đó thì confirm mật khẩu rồi. Để an toàn thì các bạn hãy để mật khẩu đủ mạnh đủ lớn nhé Để tránh bị ảnh hưởng ấy Rồi sau đó thì ấn Confirm thôi Các bạn có thể chọn lưu hoặc không Nhưng mình thì không lưu nhé sau khi mà tạo ví thành công cái ví xa xa rồi thì các bạn sẽ quay lại giúp mình xong rồi, ấn mở khóa này các bạn điền mật khẩu giúp mình nhé điền mật khẩu mà các bạn vừa tạo á sau đó thì các bạn ấn mở khóa thôi như vậy thì đã xong rồi thì bây giờ mình sẽ lướt xuống để hoàn thành các nhiệm vụ ở dưới nhé ok mình chỉ... cái lem này check này connect này hiện tại mình đang trải nghiệm cái phần này nó hơi bị lag một chút ừ, nhưng mà theo mình nó không sao <laughs> Rồi, xuống sẽ có một nhiệm vụ của đối tác nữa thì uh, các bạn chỉ cần uh, follow ở trên X thôi. Cái này nó đang bị lag này. Ờ uh, hiện tại thì mình check ok rồi nhá, tại vì hôm hôm qua mình làm á thì nó lại bị tình trạng vậy. Nói chung cũng mới và fix rất là nhanh nhưng mình cũng ok thôi Chẳng có vấn đề gì Thì các bạn có thể kiểm tra lại các nhiệm vụ để nhiệm vụ nào chưa hoàn thành thì các bạn hoàn thành giúp mình Nhiệm vụ nào claim lỗi thì các bạn có thể thử lại sau nhé Như cái này là của mình claim rồi Sau nó vẫn hiện Nên mình claim bị lỗi Ngoài ra thì các bạn có thể mời bạn bè này Các bạn copy link và đi mời bạn bè thôi Sau đó thì vô phần này để nhận điểm nhé Rồi Ơ ờ, như vậy là gần là xong rồi đó Thì các bạn chỉ kiểu vậy uh, cái vậy thôi Thì bây giờ mình cũng sẽ uh, Lót lại cái phần game để chơi Còn bạn nào muốn theo dõi thì các bạn có thể theo dõi thêm Còn hoàn sự kiện này đã cũng đã xong rồi Mọi vấn đề thắc mắc hay là không hiểu Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp Để đội ngũ uh, của Sia và Hoặc là các bạn có thể liên hệ mình Cũng như vào nhóm để mình có thể support mọi người được nhiều hơn nhé Bye bye, hẹn gặp lại